Cái đường này là cái đường dành đai, nó bao quanh cái rừng Tràm Trà Sư. Nó có con đường này mình chạy xe gắn máy được. Nước thấp quá nó không đẹp. Từ mực nước ở dưới này rồi lên tới cái đường này chắc cũng phải 5-6 mét vậy. Mùa hạn năm nay là nước rất là thấp. Rồi không biết sắp tới đây có lũ không nữa. Vì Trung Quốc nước ở trên thượng nguồn đưa đi chỗ khác rồi thành thử ra ở dưới mấy cái ở dưới hạ nguồn này sẽ mất đi một lượng nước khá lớn, thành thử ra nhiều khả năng là từ đây về sau là không có lũ. Đường đẹp không? Ở trên này là mấy cây tràm không có bà con. Cái rừng tràm là nó nằm ở bên phải trái nè, nó nằm ở phía trong này nè, ở trong đó là rừng tràm, còn cái này là cái đường bao quanh cái rừng tràm. Bây giờ đổ bê tông mà chạy cũng dễ, hồi xưa là đường đất tới mùa mưa tới là chạy không được. Em đi cái cầu ngoài này cũng đoạn thôi, coi nó không sao. Cái cầu này nó làm đi xuyên qua đường Tràm luôn. Đang xây rồi. Đoàn đoàn xe không? Yeah.
cho nên phải cho con xem bao nhiêu người nó thấy tận quá kìa. Đây chút ra chút nè. Có tay vô hai nếu mà đi mua vé đi hình như là một người 200.000, còn nếu mà mình tự xe máy mình chạy vòng vô thì không có tốn đồng nào hết, còn phải biết đường đi, cứ vô qua cái cầu cái chạy thẳng này đó, có đường chạy lòng vòng ở trong này, nó chạy qua tới cái đài quan sát. Nước nó hơi cạn, tới mùa nước này mới đẹp. Có mùa nước nó lên, nước nó nhiều coi mới đẹp. Cái này là cái bến tàu mới này. Bìa rừng này là ruộng lúa, màu vàng vàng đó là lúa chín rồi đó. Còn phía bên phải này, chỗ này là rừng tràm ở trong này nè, nó có con kinh bao quanh lại. Thì khi mà ta đào kinh đó, ta đắp lên cái bờ đê này làm cái đường đi luôn. Bên đó là rừng tràm,
quá cạn. Trong này cũng có một vài hộ người ta sống ở trong này. Cái đường này lại chạy đi lại tới cái đài quan sát luôn nè. Đường này thì chưa đổ xương, chưa đổ bê tông, chỉ có đổ bê tông cốt ở trong kia thôi. Đường rất đẹp. Đây là đường trạm mà. Này là ngay giữa rừng tràm trà sư luôn đó nha bà con. Nước thì mùa này thì nước nó dịch cạn hết rồi. Ở trong rừng tràm trà sư này nếu mà mùa nước lớn nó đẹp lắm. Hàng năm nay chắc là nước rút hơi nhiều. Ở đây thấy nước lũ cũng hơi sâu. Rồi tới mùa lũ năm tới đây không biết có lũ không. Đường đi nó chỉ đủ bánh xe thôi, bánh xe xe máy. Đó, đường tràm trà sư là như vậy đó. Cái này mình đi tham quan bằng xe máy, nhiều người thì người ta đi bằng ghe, thì ghe nó chạy dưới mấy con kinh, nó chạy giữa rừng nữa cũng đẹp. Nhưng mà đi rừng tràm trà sư mà nhầm cái mùa lũ á thì nó đẹp hơn. Hãy yêu thiên nhiên thì vô đây, chứ còn mà không yêu thiên nhiên vô đây cũng chán lắm.